Giấy gió là sản phẩm thủ công của cha ông ta để lại. Nó được dùng để ghi chép văn bản chữ Hán Nôm, viết bút lông mực tàu. Và cũng nhờ có độ bền cao nên loại giấy này được các triều đại phong kiến Việt Nam chọn để làm sắc phong. Đến nay, trải qua hàng trăm năm, những sắc phong ấy vẫn được các đình làng, đền, miếu lưu giữ nguyên vẹn. Trong lĩnh vực hội họa, giấy gió được biết đến như là một chất liệu có độ bền cao. Vì thế, những nghệ nhân xưa đã biết dùng giấy gió để làm chất liệu cho các dòng tranh dân gian. Trong số 3 dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam, gồm tranh Đông Hồ Bắc Ninh, tranh Hàng Trống Hà Nội và tranh Đỏ Kim Hoàng Hà Nội, thì có 2 dòng tranh đã dùng giấy gió làm chất liệu in tranh. Đó là tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống. Giấy gió với đặc tính xốp, mềm, mỏng, dai, dễ hút màu nên khi in không bị nhòe đã giúp những dòng tranh dân gian này bền, đẹp và nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Giấy gió được lấy từ cây gió sống ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ. Đây là một loại cây có vỏ rất bền, nhiều sợi, với hàm lượng cellulo chiếm tới 92-93%. Hàm lượng cellulo là một trong những thành phần quyết định độ bền của giấy gió. Cây gió nó sống ở trên núi, ở mạn rừng núi, nó đã trải qua nhiều thời tiết khắc nghiệt. Nó là sống được, thì cho nên là cái tơ của nó, tức là mình gọi là sợi cellulo, thì nó có độ bền cao lắm, tức là sống nó trải qua những cái thời tiết khắc nghiệt. Hai nữa là chúng tôi sản xuất không dùng hóa chất, làm hoàn toàn thủ công, nước sạch, và tất cả các loại nguyên liệu đều là cây của đất nước mình, là nó dây trên rừng về, không dùng một tí hóa chất nào, cho nên cái tuổi thọ của nó độ bền của nó giữ nguyên sinh. Nghề làm giấy ở Việt Nam đã có từ xa xưa. Sách Nam Phong Thao Mộc Trạng của Kế Hàm, một học giả Trung Quốc đầu thế kỷ thứ tư cho biết, từ thế kỷ thứ ba, người Việt đã làm được các loại giấy từ gỗ cây trầm, cây mật hương, từ rong bể. Học giả Kế Hàm cũng đã xác nhận giấy của xứ Giao Chỉ làm bằng gỗ trầm, thơm, màu trắng, có vân vảy cá, thả vào nước không nát. Từ xa xưa, ở Việt Nam có nhiều làng nghề làm giấy gió, nhưng nổi tiếng nhất là nghề làm giấy gió ở Yên Thái, còn gọi là Phường Bưởi, quận Tây Hồ ở phía tây bắc của kinh thành Thăng Long xưa, nay là thủ đô Hà Nội. Trong cuốn Dư Địa Chí viết năm 1435, Nguyễn Trãi đã đề cập đến phường Yên Thái ở Thăng Long, gồm nhiều làng như Hồ Khẩu, Đông Xã, An Thọ, Yên Thái, Nghĩa Đô. Đây là các làng chuyên làm các loại giấy như giấy sắc để viết sắc của vua ban, giấy lệnh để viết các lệnh chỉ của vua, giấy bản phục vụ dân dụng. Phường giấy Yên Thái trước đây luôn vang dội nhịp chày giã vỏ gió. Âm thanh ấy đã đi vào ca dao dân ca, góp phần làm nên vẻ đẹp của chốn kinh kỳ. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ canh gà thọ xương, mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ. Trong bài Phú Thượng Tây Hồ, tác giả Nguyễn Huy Lượng thế kỷ thứ 18 cũng nói về nghề làm giấy ở Yên Thái. Chày Yên Thái nện trong xương choảnh choảng.
lưới nghi tàm ngăn ngọn nước quanh co. Sản phẩm truyền thống của Yên Thái chủ yếu là giấy bản để in sách và viết chữ nho bằng bút lông mực tàu. Và giấy gió dày hơn giấy bản để in tranh dân gian. Ngoài ra, thợ giấy Yên Thái cũng sản xuất các loại giấy moi, giấy phèn với mặt giấy khô ráp bán cho khách mua để gói hàng. Ngày nay, nghề làm giấy gió cổ truyền của Yên Thái không còn nữa, nhưng làng Yên Thái đã đi vào tâm thức của người Việt về một vùng quê với nghề giấy gió từng nổi tiếng một thời. Trong khi đó, một làng nghề làm giấy gió nổi tiếng khác là Đống Cao, nay thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, vẫn có những người còn cố gắng gìn giữ được nghề làm giấy gió truyền thống. Vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào khẳng định thời gian xuất hiện của nghề làm giấy gió ở Đống Cao. Nhưng theo những người còn giữ nghề này, thì giấy gió Đống Cao có từ xa xưa, tổ tiên của họ đã làm. Theo kinh nghiệm của ông bà để lại, thì sau khi cây gió từ rừng chuyển về, người thợ bóc lấy vỏ, phơi khô, cho vào bể ngâm nước khoảng 2 ngày. Sau đó, họ ngâm với nước vôi đặc, rồi cho vào thùng đun liên tục trong 1 ngày, rồi vớt ra rửa sạch, đem giã nhuyễn tạo bột, kết hợp với chất nhầy từ nhựa cây mà tạo hỗn hợp kết dính. Hỗn hợp này sẽ pha với nước, độ loãng hay đặc tùy theo loại giấy. Câu đoạn tiếp theo là xeo giấy. Người thợ dùng liềm xeo, tức khuôn mảnh trúc hoặc nứa ken dày, trao đi trao lại trong bể bã gió. Xeo giấy là khâu quan trọng của nghề làm giấy. Nó thể hiện sự khéo léo của người làm giấy và quyết định chất lượng của sản phẩm giấy. Chị Nguyễn Thị Xuyên đã có hơn 25 năm làm giấy gió. Công việc chính của chị là xeo giấy. Mỗi ngày, trung bình khoảng 500 đến 1.000 tờ, tùy khổ giấy. Khi xeo giấy tôi xeo giấy thì phải lấy nước tàu loãng này, lắc kỹ, đấy, để ý. Không thì đôi khi là nó không được đẹp tờ giấy lắm. 15 phút thì lấy thì lại lấy một lần, lại đánh một lần thì nước nó loãng, tàu là nước lấy lên là nó loãng thì xeo nó chuẩn tờ giấy hơn. Ông Biểu là người đã có gần 40 năm trong nghề làm giấy gió. Theo ông, ngoài công đoạn xeo giấy thì phơi giấy cũng không kém phần quan trọng. Công việc này tùy thuộc vào thời tiết. Giấy khi phơi phải khô từ từ mới đảm bảo chất lượng và đẹp. Nếu giấy phơi dày và khô quá nhanh thì sẽ bị nhăn và ảnh hưởng đến chất lượng giấy. Khi phơi là chúng tôi phải phơi tập độ khoảng từ 20 tờ thì giấy nó sẽ đảm bảo phơi có thể trong vòng 2 ngày là giấy nó khô. Nếu phơi mà cặp nhiều tờ quá hay can lên tường mà dày quá thì giấy lâu khô nó cũng sẽ bị hủy cái chất tơ gọi là cellulose của nó. Nó sẽ bị mục. Mục thì chất lượng giấy tuổi thọ sẽ không được cao. Nên là bắt buộc phải phơi hay can trên tường là phải đúng mức độ mỏng vừa phải của nó. Không dày quá mà cũng không mỏng quá. Ông Biểu cũng luôn mày mò, nghiên cứu để kéo dài tuổi thọ và thay đổi hình thức của giấy gió. Theo đó, với các cửa hàng lưu niệm ở Hà Nội, ông làm những loại giấy gió có in hình hoa, lá tự nhiên bên trong. Còn giấy để in tranh đồng hồ, viết thư pháp, giấy dùng cho bia mộ, bảo quản lưu trữ tài liệu thì cần có độ bền cao hơn, có thể kéo dài hàng trăm năm tuổi. Công việc này tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Mắt chết, các cái vỏ chết đen, sần đen thì giấy nó được trong kẻo này. Giấy mà để dùng in bia mộ thì chúng tôi phải làm chất liệu nó dai hơn. Đã mỏng nhưng phải dai,
để đủ độ bền để nó ấn vào những các cái hoa văn của những các cái chữ. Sau khi là ấn vào đấy là dứt lên là không bị đứt thì chúng tôi phải làm chất liệu giấy là phải dai hơn. Còn giấy đóng sổ sách lưu trữ, sổ sách gia phả thì chúng tôi yêu cầu là giấy phải có độ bền cao, độ dai vừa phải, độ bền và tuổi thọ phải sống lâu, dai nhiều năm rồi. Còn cái giấy thứ ba là chúng tôi sản xuất cái giấy trang trí, yêu cầu giấy phải trắng, hoa lá phải đẹp, mẫu mã phải phong phú hơn thì mới phù hợp với công việc của trang trí. Giấy gió do cơ sở sản xuất thủ công của ông Biểu làm ra đến nay có mặt ở nhiều nơi trên cả nước, nhất là tại những bảo tàng, trung tâm lưu trữ quốc gia, những nơi cần lưu trữ tư liệu. Với những khách hàng nước ngoài như Pháp, Nhật, Mỹ thì giấy gió của ông Biểu được mua về phục vụ cho hội họa. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đề nghị Cục Di sản Văn hóa xem xét trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội đồng Di sản Quốc gia đưa làng nghề giấy gió Đống Cao vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Việc làm này nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, cũng như nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương. Hiện nay, có không ít họa sĩ vẫn theo đuổi dòng tranh trên giấy gió. Mỗi người một cách để tiếp nối truyền thống và đưa thêm những sáng tạo mới của riêng mình khi sử dụng chất liệu truyền thống này. Họa sĩ Phan Thiết đã có hơn 40 năm gắn bó với giấy gió. Tranh giấy gió của anh đa dạng về đề tài và cả về việc sử dụng chất liệu màu. Thưa họa sĩ Phan Thiết, có người cho rằng giấy gió thủ công tự thân đã có tính thẩm mỹ rồi. Vậy ý kiến của anh về điều này như thế nào ạ? Cái đó hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Vì tôi nghĩ một cái điều giản dị. Vì giấy gió nó có một cái là thứ nhất là nó đặc biệt ở chỗ này. Tức là những tờ giấy chị biết thì nó đều là dù chưa viết gì, chưa in sách, chưa viết gì, nó bao giờ cũng ke, xé rất ke. Nhưng tờ giấy gió bao giờ mép nó sần sần. Đấy, thì mình do mình họa thì mình rất có cảm xúc với những cái mép nó sần sần thế, nó lạ, nó làm cho mình có những cái va chạm mà nó sờ nó có cái cảm giác, nó gây cho mình cái xúc động. Thứ hai nữa là đặc biệt cái màu của nó. Đấy, cái màu của nó thì nó ngà màu, nó không giờ nó trắng cả. Thứ hai nữa cái độ mỏng của nó, nhất cái tờ giấy gió mà một lớp ấy, thì nó như lụa, mềm như lụa, cầm nó bay mà nó sờ nó mỏng mát, có thể sờ vào tí nước vào là thủng ngay, rách ngay. Của đó là một cái làm cho họa sĩ cảm xúc đầu tiên khi chưa vẽ cái gì, cầm tờ giấy đã có rất là nhiều xúc động rồi. Khi vẽ nó cộng hưởng lại nhau thì rất có thể là thành công. Theo sử sách ghi lại thì giấy gió của người Việt có rất là nhiều loại khác nhau. Vậy theo những hiểu biết của anh thì đến giờ còn lưu giữ được những loại nào và chất lượng ra sao? Hiện nay thì có nhiều cái dòng nó nghiên cứu về giấy gió, kể cả nước ngoài. Đấy, nước ngoài nó có những cái, tôi đã biết một cái đoàn của Mỹ, họ đã về cái chỗ làm giấy gió, họ nghiên cứu. Thì những cái người trong đoàn họ nói là họ đi khắp thế giới, họ đi Trung Quốc, họ sang Nhật Bản, một số nơi họ xem giấy, thì họ đến Việt Nam, họ rất là thích cái giấy gió. Đấy, họ không nói là phân biệt là thích cái gì hơn, nhưng mà có cực kỳ đặc biệt so với giấy Trung Quốc. Thế là cái công nghệ của mình thì có thể là không sâu hơn họ, nhưng chính vì thế nó đem lại một cái hiệu quả hoàn toàn khác. Nó thô, nó mộc, nó nhẹ nhàng, nó gợi cảm lắm, nó rất giống cái tâm hồn người Việt. Còn bây giờ thì không những người ta giữ được tất cả những cái loại giấy ngày xưa, những cách làm xưa vẫn giữ nguyên, mà họ còn phát triển lên thì do cái nhu cầu của các họa sĩ, do nhu cầu của thay đổi mỹ thuật, của quan niệm hội họa hiện đại, thì là họ ấy, thứ nhất là tăng khổ. Ngày xưa khổ chỉ có đến 50-70 là to nhất, xong tiến một bước nữa đấy là 60-80 và dừng 60-80 rất lâu. Cho đến bây giờ thì họ lại vươn lên khổ tới 1m2 một tờ giấy gió. Hai nữa là chất giấy gió không thuần túy là gió nữa, mà họ pha rất nhiều bột tre nứa, bột rơm, cứ gọi chế vào sao để các họa sĩ giờ họ thể hiện những chất liệu mới. Đấy là một vấn đề trong quan niệm, rất nhiều cái độ trái chiều bàn cãi.
thế có là giấy gió không? Có người bảo vẫn là giấy gió, phát triển lên có người bảo như thế là không phải giấy gió. Rất nhiều ý kiến, nhưng tùy quan niệm mỗi người. Nhưng cái quan trọng cuối cùng là cái thành công của cái bức tranh trên mặt đó, và nó vẫn có biểu hiện được những cái cảm xúc về giấy gió thì người đó thành công. Và theo anh, các họa sĩ đương đại đã có sự sáng tạo tìm tòi gì so với dòng tranh truyền thống như đồng hồ hàng trống? Nếu mà so với tranh đồng hồ, phải có chế một thứ để mà có thể in được màu, các màu lên là phải quét điểm. Đấy, quét điểm, cái vỏ đó, điểm xay ra, quét điểm nó trắng lấp lánh đấy. Thì lúc đó mới in lên, nó vừa tăng hiệu quả thẩm mỹ rất là cao. Hai nữa là đáp ứng được cái vật in lên, in xuống rất nhiều lần. Đấy, chính là các cụ đã cải tiến, chứ sau này mình cải tiến là phù hợp với quan niệm mới của mình để phù hợp những chất liệu mới. Trên tất cả họa sĩ như bản thân tôi bắt đầu vẽ từ rất sớm, do nhu cầu của thị trường tranh nữa. Những hồi mà các họa sĩ vẽ giấy gió bán rất chạy, rất dễ dàng, rất bán vì nó cực kỳ hấp dẫn tây. Còn tôi vẽ tranh mà đi triển lãm, ví dụ triển lãm được khoảng 50 bức tranh, trong đó giấy gió bao giờ cũng chiếm được khoảng ít nhất là một nửa. Mà hồi đấy là vẽ là bao giờ cũng dùng mực đen nhiều, mực nho nhiều, vẽ theo phương pháp cũ, nhòe. Thế sau đó bắt đầu đến nhu cầu là tranh phải to hơn thì người phải đi đặt người ta, làm giấy khổ 60-80, dày lên độ 3 lớp, thành lớp 3 lớp. Đấy, thì là cuối cùng là để vẽ thì vẽ tempera. Tempera nó là loại bột màu nghiền sẵn, vẽ thì vẽ Hội An biển xanh biếc, mấy cái nhà vàng thuyền những cái thứ là phải dùng những cái đó tempera thứ dùng. Thì là lúc đấy bắt đầu nó thay đổi kỹ thuật vì nó có một cái rất khó là khi một tờ giấy như thế mà tôi muốn trải một cái trời và biển lẫn với nhau, một cái màu xanh biếc như thế thì rất là khó. Lúc đó mình gọi nôm na là như thế, buộc anh phải cải tiến. Có cái mừng là các họa sĩ giờ vẫn cứ vẽ nhiều giấy gió, vẫn cứ vẽ giấy gió trên tinh thần là tìm. Có những họa sĩ tình yêu họ giấy gió họ rất lớn, ví dụ tôi nói như là anh Nguyễn Xuân Tiệp, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp cùng thế hệ của tôi, anh ấy là phó giám đốc của bảo tàng mỹ thuật. Qua rất nhiều những cái bộ tranh, những chủ đề riêng của anh lần lượt anh trình bày mấy cuộc triển lãm đều giấy gió. Tôi tin anh sẽ còn tìm tòi nữa, nhưng đến quyền cái triển lãm này là một triển lãm rất thành công theo đánh giá của tôi. Cái đấy chỉ là một cái người dày công, luyện dày công và nghiền ngẫm và yêu nó đắm say thì mới có thể giải quyết. Thế ngược lại chị Phương Bình ấy là một người cũng cực kỳ yêu giấy gió. Phương Bình là một nữ họa sĩ nổi tiếng về giấy gió, vẽ nuôi giấy gió là chị Phương Bình. Thế thì Phương Bình là cái người mà đa phần thì là thích dùng giấy bóc một, vì cách vẽ của Phương Bình nó khác. Thứ nhất là rất ít, không hầu như không dùng màu, chỉ có nét đen, và cái chính là cái sức biểu cảm về tạo hình. Mỗi người nó có một cái chất riêng như thế. Thì là tôi nói hai cái người đấy là hai cái người này, tôi cho là tình yêu giấy gió của hai người nó lớn, tôi rất là kính trọng. Xin cảm ơn anh. Hiện nay, giấy gió ngày càng được ứng dụng nhiều vào cuộc sống với nhiều sáng tạo mới. Đây là xưởng vẽ tranh của họa sĩ Trần Ngọc Hưng ở Hà Nội. Tôi là người yêu truyền thống và tôi thích cái sự bền vững của chất liệu. Và tôi chính vì lý do đấy thì tôi thường là tôi vẽ sơn mài và tranh giấy gió, và nó đã được chứng minh là nó rất bền vững, về vật liệu rất bền vững. Chính vì thế tôi rất thích. Họa sĩ Trần Ngọc Hưng có hơn 10 năm theo đuổi chất liệu tranh giấy gió. Giấy gió đem về đều được anh xử lý trước khi dùng màu vẽ. Vẽ tranh giấy gió thì thường thì người ta vẽ dứt điểm, có thể ký họa và nhanh, ký họa nhanh. Nhưng tôi đây là làm ngược lại, đó là có thể là nhuộm, xử lý giấy gió toàn bộ, sau đó mới thể hiện tác phẩm. Và cái chất liệu của tôi truyền tải đó là hoàn toàn một chất liệu bột màu. Và cái cách vẽ của tôi không thông thường là ví dụ nhẹ nhàng, mà có thể là rất là khỏe khoắn. Cùng chung niềm đam mê vẽ tranh trên giấy gió với họa sĩ Ngọc Hưng, còn có họa sĩ Lý Trực Sơn và Vũ Tuân Dũng. Trong không gian nhà của họa sĩ Lý Trực Sơn ở quận Long Biên, Hà Nội, những bức vẽ về nhân vật Trí Vân giả dại trong đoạn trích vở chèo cổ Kim Nham trên nền giấy gió lên đến 100 bức, chiếm số lượng lớn trong số các bức tranh ở đây. Tranh được ông vẽ bằng màu nước thảo mộc tự nhiên, đem lại màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn.
Họa sĩ Lý Trực Sơn đã theo đuổi vẽ tranh giấy gió suốt 30 năm. Đây toàn là những cái thứ cây cối. Đấy. Cái thử màu đấy, thấy không? Cái này nó hơi hồng hơn. Giấy gió thì là một chất liệu truyền thống, nhưng mà vẽ lên nó thì không có tính truyền thống nào cả. Tức là giấy gió là một cái chất liệu mà nó tương đối khác với tất cả các cái loại giấy khác, các loại giấy của châu Âu ấy, các loại giấy tiêu chuẩn. Tức là ở đó người ta vẽ rất là chủ động và người ta có thể xử lý một cách rất là theo cách cổ điển đấy. Thế nhưng mà trên giấy gió thì gần như họa sĩ không làm như thế. Thì vì giấy gió nó có cái tính chất riêng của nó. Khi nó ngậm nhiều nước thì nó lấy màu khác, nó ít nước thì nó lấy màu khác, lúc thì nó lan tỏa kiểu này, lúc thì không. Cho nên là mỗi một họa sĩ đều vì cái tính hơi khó khăn đồng đẳng của giấy gió mà mỗi họa sĩ đều tìm ra được một cái lối riêng để khống chế hoặc là để mà có thể gọi là làm chủ được nó. Nó cho tôi những cái trải nghiệm khác so với sơn mài và sơn dầu. Thế nên tôi đã chọn giấy gió. Giấy gió thì nó vẽ rất là nhanh. Đấy. Tất nhiên là cũng tùy cái cơ bản là nó nhanh. Hay là nó rất dễ bộc lộ cái con người của mình. Tôi thì tôi vẫn hướng đến cái hình tạo hình đơn giản. Và vẽ những cái gì quanh mình thôi. Những cái gì mà tôi thích, tôi yêu thì tôi vẽ. Đấy. Thì qua đó thì tôi muốn cho thấy là tôi rất yêu cái chất liệu giấy gió. Và cũng muốn bộc lộ cái con người mình. Trong khi đó, họa sĩ Lê Tuấn Anh ở Bắc Ninh lại khá nổi tiếng với những bức tranh về đề tài làng quê Việt Nam trên chất liệu giấy gió. Ở nông thôn nó có một cái gì đó nhẹ nhàng, nó cái gì đó nó in vào mình cái dấu ấn rồi còn rất thơ ấu, cho nên là khi tôi vẽ những cái cổng làng, cổng chùa, cổng nhà và những sự rêu phong của nó qua năm tháng. Tôi nghĩ rằng cái giấy gió, trên cái giấy gió tôi có thể vò đi để tạo được những cái rêu phong, những cái mà cũ, những cái mốc, những cái mà tường kiếp nó loang lổ. Thì tôi nghĩ là tôi tìm được trên giấy gió để thể hiện được cái chất liệu, một cái những cái dạn vỡ như vậy. Trong suốt 26 năm say mê vẽ tranh giấy gió, chất liệu sử dụng là màu tổng hợp. Họa sĩ Tuấn Anh vẫn không ngừng tìm tòi để phát huy khả năng biểu đạt của giấy. Ban đầu, bức tranh sau khi vẽ xong không được xử lý bề mặt. Tranh để lâu, dễ bị lạc màu hoặc mốc. Sau này, họa sĩ Tuấn Anh đã tìm hiểu và khắc phục bằng cách quét một lớp sơn trong, bóng để bảo vệ bề mặt tranh, giúp tranh có độ bền cao hơn. Mình vẽ giấy gió nhưng mình màu mình lại trộn điệp vào nữa. Thì mình thấy là cái điệp nó cũng có cái hay của nó. Nó có cái khi trộn điệp vào nó có cái màu bằng bạc của nó cũng rất là đẹp. Khi mình vò đi thì nó mặt phẳng nó không đều với nhau. Vẽ một lớp lên thì tất cả chỗ gồ lên để nó bám màu. Chỗ lõm thì nó không bám màu. Thế xong mình lại duỗi phẳng ra xong mình lại vò theo kiểu khác. Thì nó sẽ đa diện, màu nó đa diện, màu nó được nhiều màu trên một cái diện tích. Thì nó gây một cái sự sâu. Ngoài việc được thừa kế và phát triển trong hội họa hiện đại, với đặc tính mềm, mỏng, độ dai, độ bền tốt, giấy gió ngày nay còn được áp dụng để làm các sản phẩm thủ công trang trí lạ mắt như những chiếc đèn này. Đây là một buổi học làm đèn nghệ thuật bằng giấy gió do nghệ sĩ Vũ Kim Thư hướng dẫn. Nhiều người nước ngoài đã tham gia lớp học. Trước đây tôi không biết đến giấy gió. Đây là lần đầu tiên sử dụng giấy gió làm đèn. Tôi thấy rất thú vị. Khi dùng hồ dán, thì các mảng giấy quyện vào nhau một cách dễ dàng và đẹp. Tôi sẽ thử nghiệm lại một lần nữa, bởi tôi đã biết chất liệu nó như thế nào rồi. Hiện giờ tôi cũng rất vui và hài lòng về chiếc đèn gió của mình. Trước đây, nghệ sĩ Vũ Kim Thư đã từng được biết đến với các tác phẩm đèn ánh sáng độc đáo từ chất liệu giấy washi truyền thống của Nhật Bản.
Sau một thời gian làm việc với giấy Nhật, chị nhận thấy giấy gió Việt Nam có thớ giấy thô, mộc sẽ tạo được những hiệu ứng ánh sáng đẹp, không kém gì giấy Nhật. Một cái rất hay của giấy là ta có thể luôn luôn điều khiển được cái độ sáng. Ví dụ như là dán thêm vào để cho ánh sáng nó tối hơn, hay là mình tạo ra những cái ma che về thiết kế để trông hình nó khác đi. Còn bình thường với một cái đèn công nghiệp bên ngoài, chẳng hạn nó bằng nhựa, thì tất nhiên là cái ánh sáng nó tỏa ra phẳng lì như nhau. Và nó có một cái nhu cầu là để chiếu sáng thôi. Nhưng khi mà mình làm cái đèn nghệ thuật ấy, thì mình sẽ có khả năng mà tạo cho nó một cái cá tính bằng cách là thêm hay bớt, hoặc là tạo bằng những cái như kiểu collage, tức là cắt dán để cho nó có những cái hình dáng lạ trên cái đèn. Không gian gió Project được thành lập năm 2013 tại Hà Nội bởi những người yêu thích giấy gió. Họ muốn gìn giữ và phát triển chất liệu truyền thống này bằng cách tạo ra các sản phẩm thủ công như sổ, tranh, lịch, đồ lưu niệm. Ở đây thì mọi người đều làm việc và bằng cái tình yêu, bằng cái niềm đam mê của mình, và mọi người cũng cùng nhau lan tỏa cái giá trị, những cái giá trị về truyền thống, những cái giá trị về văn hóa, và kết nối những cái giá trị đó với cái thế hệ tương lai, thì đấy là cái sứ mệnh của bọn mình muốn. Không chỉ thu hút những người yêu giấy gió trong nước, Gió Project đã thu hút được nhiều thành viên là người nước ngoài tham gia thiết kế các sản phẩm. Đây là một sáng kiến rất hay và kịp thời trước khi giấy gió bị mai một. Tôi rất vui và hãnh diện vì mình được góp phần nhỏ bé để tạo ra những sản phẩm trên giấy gió. Bởi ở Pháp có những làng nghề truyền thống đã không còn nữa. Vì thế, đến Việt Nam, tôi mong muốn được tìm hiểu và gìn giữ loại giấy này. Tại một sở nghệ thuật mang cái tên rất ngộ là Tí Toáy ở Hà Nội, các em được học vẽ, sáng tạo trên giấy gió. Trường Mầm non Nắng Mới Hà Nội cũng đã giới thiệu tranh đồng hồ, giấy gió vào tiết học mỹ thuật cho các em nhỏ. Các em được học vẽ tranh, học làm đồ chơi bằng giấy gió. Khi đưa giấy gió vào thì bọn em đã lồng ghép luôn cả tranh đồng hồ, các loại tranh dân gian và ý nghĩa của chúng từ xưa đến nay, để cho trẻ có thể nắm bắt được tất cả những cái cội nguồn của mình về những nét đẹp văn hóa của đất nước mình trong những giờ học tạo hình. Giấy gió, một loại giấy truyền thống của Việt Nam đã tồn tại hàng trăm năm. Và giờ đây, giấy gió đã không còn bị bó hẹp với dòng tranh truyền thống. Các ứng dụng mới trên giấy gió đã tạo cho giấy hơi thở mới, sức sống mới của thời hiện đại, để loại giấy này sống mãi với thời gian.